Theo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên thông qua, thành phố quyết định bổ sung nguồn vốn cho 8 dự án và bổ sung danh mục nguồn vốn cho 8 dự án khác với tổng số vốn trên 69 tỷ đồng. 8 dự án được bổ sung trên 25 tỷ đồng từ nguồn vốn kế hoạch năm nay gồm các dự án cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ vòng xuyến Dốc Suối đến Ngân hàng Công Thương, cải tạo nâng cấp vỉa hè đường Chu Mạnh Trinh đoạn từ đường Phạm Bạch Hổ đến đường Triệu Quang Phục, xây dựng đường Trần Quang Khải đoạn từ trường Cao đẳng Cộng đồng đến đường Triệu Quang Phục, cải tạo chỉnh trang công viên Hồ Bán Nguyệt, xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê An Tảo Trung Nghĩa, cải tạo nâng cấp đường giao thông thôn Đảo Đặng xã Trung Nghĩa, triển khai hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư giáp bãi tập lái xe. Đây đều là các dự án đang thi công đảm bảo khối lượng hoàn thành để giải ngân bổ sung, trong đó có dự án đã thi công đạt 85% khối lượng. Ngoài ra, thành phố bổ sung danh mục dự án và trên 43 tỷ đồng từ nguồn vốn kế hoạch năm 2024 cho 8 dự án như dự án cải tạo nâng cấp 6 tuyến đường giao thông xã Trung Nghĩa, cải tạo nâng cấp trường trung học cơ sở Lam Sơn, tuyến đường giao thông từ sông Cửa Gàn đến trạm bơm Cầu Tây, xã Liên Phương, tuyến đường từ trạm bơm Cầu Tây đến đường nối 2 cao tốc và tuyến đường từ đường nối 2 cao tốc đến Cầu Dí, xã Phương Triệu.